Thưa quý vị và các bạn, sỏi thận san hô là một bệnh lý hiếm gặp nhưng bệnh có những triệu chứng không rõ ràng nên thường khó phát hiện. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm thì sỏi san hô có thể làm hỏng thận. Hàng chục viên sỏi với các hình thù kỳ quái, rắn đanh, đây được gọi là sỏi san hô. Những viên sỏi này nằm trong thận của một bệnh nhân nam và lớn dần theo năm tháng. Sau 5 năm nghi ngờ có sỏi, người đàn ông này không đi khám và điều trị, đến khi nhập bệnh viện bưu điện, bắt buộc các bác sĩ phải thực hiện mổ mở để lấy sỏi. Trong khi nếu phát hiện sớm, bác sĩ chỉ cần tán sỏi là có thể giải quyết được những viên sỏi ra khỏi cơ thể. Thì thoáng nó đâm dâm, đau thắt lưng thôi, bên trái này. Thì thoáng nó đau thôi chứ còn thì đi tiểu tiện vẫn bình thường, chả vấn đề gì cả. Nên là mình chủ quan, không đi chụp chiếu thì sau này có người giới thiệu bảo là thế thì ông đúng sỏi thận rồi. Thế ông lên ngay bệnh viện bưu điện làm. Trên đây làm này rất nhiệt tình, nói chung mổ là cẩn thận. Trượt sỏi rất là to và nó làm cho cái khí nứt của thận, tất cả các đài thận, người ta gọi là sỏi san hô. Sỏi san hô hoàn toàn, tức là gì? Tất cả những chỗ nào mà hở ra là sỏi nó chui hết vào đấy. Trong tình huống sỏi to, bắt buộc phải mổ mở thận. Và như vậy sẽ có ảnh hưởng xấu tới chức năng hoạt động của thận. Sỏi thận san hô để lâu có thể gây ra viêm thận, ứ nước bể thận, rồi ứ mủ thận, cuối cùng dẫn đến suy thận và tình trạng nhiễm trùng đường tiểu. Đối với mổ mở thì chúng ta phải chấp nhận một cái tình huống không mong muốn. Đó là khi mổ mở người ta phải rạch các nhu mô thận ra và khâu lại. Thì cái khâu lại đó có thể một tình huống nhất định là nó có thiểu dưỡng, nó sẽ ảnh hưởng một phần nào đến chức năng thận. Vì vậy là chúng ta phải cần đó. Khám và điều trị sớm những trường hợp sỏi, đừng để sỏi to như những nhân mà tôi cho các bạn xem. Sỏi san hô có triệu chứng không rõ ràng, nên thường bệnh nhân chỉ phát hiện ra bệnh tình cờ qua chụp X quang hoặc siêu âm thận tiết niệu. Loại sỏi này ít khi gây cơn đau quặn thận điển hình, ngay cả khi kèm với nhiễm trùng, có thể tạo ra triệu chứng. Nó cũng có thể không xuất hiện triệu chứng điển hình của viêm bàng quang, như bệnh nhân thường đi tiểu nhiều lần, tiểu rắt. Những dấu hiệu thường gặp là cảm giác mệt mỏi, sút cân, chán ăn và đi tiểu sậm màu, đôi khi có thể gây ra nhiễm trùng thận với triệu chứng đau lưng, sốt cao và bắt đầu tiểu đục. Nếu có những dấu hiệu nghi ngờ, người bệnh cần đi thăm khám để có biện pháp điều trị kịp thời.